Hold the ring con in both hands while facing forward. Press in hard on the ring con. Chết rồi, mệt quá, hôm nay chúc tập tới đây là đủ rồi, được rồi. Hôm nay tập thế là đủ rồi, ừ, cảm ơn mọi người đã đến stream xem stream ngày hôm nay nha. Ok, tập thể dục tới đây là hết, xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào thân ái và quyết thắng.